cho anh yêu. Em là Ngân, em là một cô gái tự tin, cá tính và dễ rung cảm với cuộc đời. Em đến với tình yêu hoàn mỹ để tìm đường về với một người đàn ông hạnh phúc. Với em, tình yêu giống như việc trồng một giống cây lâu năm. Vì thế cho nên, em cần một người cùng nhau xây nên bộ rễ cây vững chắc. Đó là tình bạn. Em có thể chưa là người đến trước tiên, nhưng hãy để em là người cuối cùng bước đến bên anh.